mì mình đi nấu chè, ăn không biết ăn không được chết chứ tao. Em xin chào cả nhà nha, cả nhà có thấy ai mà lấy mì mà đi nấu chè chưa? Đây chính là em đây, em là người đầu tiên lấy mì mà đi nấu chè sầu riêng nha cả nhà. Cả nhà hãy đón xem em nấu món này có thành công không nha. Trước tiên là em đi nấu đậu xanh. Đậu xanh này em đã ngâm qua nước 1 tiếng hồ rồi, nấu rất là nhanh, nở gì là được rồi cả nhà. Kế tiếp em cho nước dừa dảo vô. Đó, em nấu cho nó sôi lại rồi em để sầu riêng vào luôn. Rồi, em sang qua đây em rửa mì ý. Cả nhà thích thì cứ trụng, còn em không có trụng nha, em rửa qua nước vài lần cho nó sạch. Rồi em bỏ trực tiếp vào chè luôn. Nấu một chút em thấy nó gần chín nha cả nhà. Đó, em cho đường, một ít muối vô dặn vị ngọt nữa nha. Cuối cùng em cho nước cốt vô nha. Rồi em trình bày ra cô này. Em để một ít dừa non bào sợi ra. Em chan miếng nước cốt dừa vô nữa là hoàn thành nha cả nhà. Rồi em đem ra cho ông chồng em ăn thử coi. Anh ơi, nay em có nấu món này cho anh ăn nè, anh thử đi. Mì ý em nấu chè. Tàu lao, chè, mì nấu chè, hay ăn. Thử coi anh, thử thử coi. Thơm nha cả nhà. Món này được rồi, đỡ trời đang mưa lạnh lạnh mà nãy giờ được á. Em xin cái gọi cái này mất liền. À, mày giấy em nấu chè với sầu riêng đó. Dạ. Yeah. Thưởng thức thử nha. Rồi. Rồi. Đang làm thì mệt nha cả nhà. Nghe cái món này ngang ngược ngạo trên đời nha. Mì mình đi nấu chè. Ăn không biết ăn không được chết chứ tao. Mà được nghe nó thơm. Thơm nhờ gì? Nhờ có sầu riêng chứ. Được nha. Mì ý cả nhà ơi. Mì cong 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 đó nha. Đem đi nấu chè. Ngon nha. Thấy sao? Thấy được không anh? Ngon á. Trời đang lạnh mà ăn cái này ngon tuyệt nha. Béo, thơm, ngon. Có gì? Ngon cả nhà ơi. Mình phát hiện nè. Đây là cái sầu riêng nè. Béo thơm. Béo thơm mới ngọt. Ngọt cũng vừa phải nè. Mời đại gia đình ăn chè mì ý nè. Chè mì ý sầu riêng. Chà xanh mẹ để giờ mới đầu. Im mong, im mong. Chà xanh mẹ để giờ mới ăn nha. Bạn biết ăn là có sao không? Mình thấy cả nhà thấy cái video mà đăng lên là bảo đảm mà mình còn sống nha. Trời ơi, cũng bình thường thôi chứ đâu có gì đâu, sáng tạo chút xíu thôi. Mà không hiểu sao lúc này vợ mình nó làm bọn món ăn độc là đưa cho mình ăn không? Tại em thấy để anh mình thử, để mình thử nghiệm trước. Em thấy anh mằng cực khổ quá không? Rồi em mới làm món này cho anh ăn để cho anh bồi bổ sức khỏe. Coi như là mình hy sinh mình thử độc trước cả nhà. Cả nhà mình yên tâm, nếu thấy video đăng lên là cứ ăn, cứ làm ăn thử đi. Tóm lại ngon. Tuyệt vời ha. Tạm biệt cả nhà.